Hello, chào mọi người nhá. Nay thì mình làm cái thử thách là bắn súng P90 đi. Bắn nguyên súng P90 mọi người nhá. P90 thì phải đi gần cơ. Phải đi gần lại mới bắn được, cái súng này bắn ngắn lắm. Ôi thế thì chỉ ra chơi cái map này nhá, khó chơi cực, mọi người biết tại sao không? Nhá, tại vì này, thật sự mình bị bắn chết đúng không? Là mình phải chạy từ nhà lên mà cái súng này không bắn xa được. Chạy từ nhà lên rất mất thời gian luôn đấy. Nó hơi giật nhà mọi người, đợi mình xíu xem là vấn đề là gì. Nó giật thế, khó chịu ấy. Như lúc bình thường như này là bình thường hay sao? Mình đoán là thế. Cái súng đa trận này này mà bắn mấy cái súng súng gì nhỉ? Sniper ấy. Dễ bắn lắm. Đứng này đứng nhòm 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 mọi người ạ. Lại bị bên kia lại bị chiếm nguyên cái thành. Ơ giết được một mạng rồi này. Súng này mọi người thấy nó vòng 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 một cách kinh khủng luôn ấy. Vòng 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 giống như này cơ mà. Từ từ nhá, team địch đâu rồi? Úi giời ơi. Cái radar lên nhá này mọi người nhá, xác định cái vị trí đã. Mấy ông đang ở đây. Chết hết rồi còn đâu. Mưa đã, mưa dội vào đầu. Súng này bắn kiểu đúng kiểu bắn dội vào đầu ấy mọi người ạ. Ghê cực. Bắn gần thôi, mọi người nhà mình dơ là. Đấy, phải cách lên trên bao nhiêu đấy. Có ông đứng ở dưới này bắn làm sao. Ôi, mẹ không để ý, không để ý. P90 đó mọi người. Đây mình cho mọi người xem nhá. Dừng bắn đây đúng không? Không nhìn được đạn nhỉ? Đấy. Nói chung là nó không bắn xa được. Có những khẩu súng bắn xa, có những khẩu bắn gần. Ôi no, cả đấy bắn trúng rồi đấy nhưng mà đạn không bay tới. Cho mình mất thêm thời gian để tập luyện với cái súng này mọi người ạ. Bắn lạ quá. Ơ không tới á, không trúng á. Lạ thế nhở. Trời ơi nó rội vào đầu, cảm giác gì phê gì đâu mọi người ạ. Phê ấy. Lúc mà nó rội vào đầu ấy. Má cái súng này yếu thế, bị giết rồi mọi người ơi. Chết mẹ rồi, bị phát hiện rồi. Úi dồi, cái gì đấy? Cái máy bay của mình chết người à? Biết có phải không nhỉ? Ok, người ta có bảo vệ ở đây là mọi người không bắn được. Dội như này mà không vào đầu à? Anh dạ, ông nhòm nhòm mình mọi người ạ. Nhòm 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 nhòm. Vút lên. Không trúng được mọi người. Vút lên như này này. Khổ thật là rơi vào mấy cái team kia không biết làm gì luôn đấy mọi người. Team bắn cho nhất cả cốp này không bao vây luôn rồi này. Khó mà để giết được một đứa bên mình lắm. Mọi người hiểu không? Chưa nhìn ra gì đã bị bắn chết mất rồi đâu. Làm cái gì nữa? Bảo vệ chúng tôi này.
cầu này mà không trúng vào trong nhờ. Hay là có cái bảo vệ, bỏ cái bảo vệ mọi người ạ. Nhiều ghê. Mình cứ dọa đây là kiểu gì có người ra chết mà xem. Mình nghĩ là thế. Khổ thân tim bạn vãi. Không biết làm gì luôn ấy. Chưa biết giết giết một đứa tim mình kiểu gì luôn ấy. Ôi. Người chết lại là mình. Thật là một câu chuyện buồn. 120.000 rồi mọi người ạ. 120.000 rồi. Khổ thân tim bạn. Không có giây phút nào thở luôn ấy. Đang phải thở bình oxy. Chưa đùa đâu. Hay mình đứng từ vị trí này đi. Khó, súng này khó bắn kiểu ấy lắm mọi người ạ. Súng này bắn là kiểu vòng vòng rội từ trên xuống dưới ấy. Còn bắn kiểu mà để ấy, khó lắm lên cái đạn nó bay nó mọi người thấy không? Một điều là mọi người thấy nhá, cái súng là đạn nó bay càng thẳng thì tự nhiên càng dễ bắn đúng không? Cái súng này đạn nó không bay thẳng, nó bay rơi xuống ấy. Không bắn vào được cái nhà rõ rồi bắn trúng rồi bắn ta. Để mình xem nhé. Ui dồi ôi 225.000 mọi người ạ. 200 ôi, nhiều tiền quá. Chứ rồi mình đang chọn súng gì nhỉ, quên mất rồi. P90. Ui có người nhìn thấy mình bắn ghê đấy. Tí thì chết. Bớt rồi đấy, tầm này bớt rồi. Mưa bò bão đạn là có thật mọi người ạ. À, mình lại là người bị bắn trúng à. Khó cay hết được mấy công này thật với ông ấy bắn kiểu giết được nhiều mạng, kinh khủng luôn ấy. Khó mà để nhòm lắm mọi người ơi, nó đạn nó cứ dội vào đầu như này này. Mình phải bắn ăn hên được viên nào thì mình ăn thôi, hiểu không? Hên giết được ai thì mình giết thôi chứ còn đâu để mà ấy, khó lắm. Để đứng trong bảo vệ người ta bắn ra làm sao mình bắn trúng được nhỉ? Cái game này á nó phải cân cân cơ không, mà hai bên một khi mà thay nhau công lên ấy hoặc là bắn từ xa ấy đều ấy là mình thích. Mọi người thấy bên team kia nhá, bị lấn áp từ đầu luôn thì làm sao mà đỡ được đấy. Mình cần mới thấy nhúi đầu lên nhá, chết xứ rồi. Oh no, bên mình nhiều ông vip quá. Ôi đấy, mình sẽ bắn nguyên cả trận một khẩu súng cho mọi người xem nó cái điểm mạnh điểm yếu như nào. Nói không thì mọi người có vẻ không tin. Úi dồi. Lạc vào đầu tọt phát. Ủa giờ nhà nó vẫn còn tiết ở trên này. Ở đây không, không biết là trận này có được vào cái map solo không nữa.
Đường thứ tư mọi người ơi. Cái map solo là cái map này này, mấy cái map như kiểu này này. Đấy. Ây à, map solo ấy rồi. Thôi trốn thôi. Cảm giác không ăn được mọi người ạ. Úi giời ơi, mình đứng đứng xếp hạng rồi, một mạng. Đại màu xanh à, có vẻ dễ nhìn mọi người ạ. Không nhảy qua đây được ư? Ông kia chết mất rồi. Trời ơi, quay lại thì phát hiện ra mình đã bị lừa. Mình đã bị lừa mọi người ơi. Có người này. Không trúng á, phí thế nhỉ. Không là mình có đấy, mình lấy được một cái Senchi rồi đấy. Không tới mọi người nhìn nào. Mình đã giơ cao rồi thế rồi vẫn không tới này. Mất oan một cái súng của mình rồi đấy. Ui dồi, bị phát hiện rồi. Chỗ khác đi, chúng mày bắn can khó lắm. Ngay trước mặt mà mình không nhìn thấy. Ai đó bắn mình ấy mọi người ạ. Đằng sau này. Úi dồi ôi, ngạc nhiên chưa. Cái ông này. Why? Cái gì đấy? Mình bị cái máy bay bắn chết à? Phải dơ, cái đạn này phải dơ cao cao ấy. Đấy, mọi người thấy không? Nó cứ lạ lạ, cái tay khó bắn, khó bắn vì nó lạ lạ ấy. Mình phải căn trên nhiều vãi ra. Đi hôm này mình phải căn liên tiếp trên này. May ra còn trúng. Đấy. Đấy. Thì kể ra mình cũng khá là quen tay đấy mọi người nha. Tại sao có người bắn chết mất con mồi của mình. Né được người ta chạy là người ta né đấy mọi người. Ui, ông này ông ra ông phá mình chết dở. Ui bảo vệ, trời ơi.
chết ngay, lúc mà tôi bảo vệ bạn sẽ chết với tôi ngay. Đi chinh chiến nào. Nói chung là căn được thì cũng thích thôi, nhưng mà bắn tùy mọi người, bắn mình bắn không quen cái súng này thì mình sẽ thấy nó khó bắn. Căn được tầm bắn thì nó vẫn thích thôi. Nó khó vì mình phải căn tầm cao hơn so với cái bình thường đó mọi người. Tâm của nó sẽ ở vị trí cao hơn ấy. Đây này, nó sẽ cao hơn. Đây mình phóng to rồi đấy. Chết ngay. Này bắn không trúng kìa. Tức chưa. Ôi giời ơi, đang nghe cái mạng vào mồm. Này đây lên nha mọi người nhé. Thử thách là sử dụng nguyên súng P90 được 125.000 rồi. Có tiền mình sẽ mua súng mới để trải nghiệm cho mọi người luôn nhé. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.